Dạ, em chào cô chú anh chị, em là bất động sản Tấn Kim Cần Duộc, Long An, Minh Thanh. Hôm nay em review cho cô chú anh chị xem một căn nhà giá rẻ tại khu Thanh Ba, ấp Thanh Ba, thị trấn Cần Duộc nha cô chú anh chị. Ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, thị trấn Cần Duộc, nó cũng giáp danh thị trấn luôn nha cô chú anh chị. Một căn nhà giá rẻ là nó có gồm diện tích là 3m4, dài 8m nha cô chú anh chị. Gồm có 2 phòng ngủ, 2 toilet, 2 toilet. Đường thì cũng rất là thông thoáng như cô chú anh chị. Thì em cũng xin báo giá căn nhà luôn là nó có giá là 650 triệu nha cô chú anh chị. Một căn nhà giá rẻ cho cô chú ở liền trong dịp Tết này. Bây giờ cô chú anh chị cùng em vào tham quan căn nhà này. Ở trước được làm là một lớp cửa sắt và kiến nha cô chú anh chị, rất là chắc chắn luôn, lớp cửa bảo vệ của mình. Ở nền thì mình xài được xài gạch là lá gạch bóng kiến. Ở tường này cũng được ướp ướp gạch men luôn nha cô chú anh chị. Gạch men luôn, rất là nhà mới xây dựng nha cô chú anh chị. Nhà rất là mới luôn. Điện nước rồi tất cả đầy đủ luôn. Đây là khu vực phía sau của mình. Đây là khu vực bếp nha cô chú anh chị. Bếp thì nó có đầy đủ tủ gỗ, tủ bếp được các cái luôn. Cầu thang được làm bằng cầu thang gỗ. Cũng rất là căn nhà thiết kế rất là thông thoáng. Đây bên trong là khu vực toilet nha. Nói chung là nó cũng có đầy đủ công năng luôn của chú anh chị nha. Nhà này thì được mới vừa xây dựng vừa hoàn thiện xong nha cô chú anh chị, thành ra nó còn hơi dơ, đang dẹp, cô chú anh chị thông cảm nha. Cô chú anh chị cùng em đi lên trên tầng 2. Ở trên lầu của mình thì gồm có 2 phòng ngủ và 1 toilet nha cô chú anh chị. Phòng ngủ thì cũng rất là rộng rãi. Trên cái phòng phía sau này thì nó cũng có cửa sổ rất là thông thoáng nha cô chú anh chị nha. Cửa được làm bằng cửa gỗ. Còn toilet phía trên thì nói chung nó cũng đầy đủ công năng sử dụng. Đây là cái phòng phía trước này cô chú anh chị. Phòng phía trước cũng rất là thông thoáng luôn. Khu vực này thì nhà cũng rất là đông dân cư nha cô chú anh chị. Đường xá cũng rất là rộng rãi luôn. Đây, em quay cho cô chú anh chị xem, khu vực này nhà rất là đông luôn. Cái này thì nó cách quốc lộ 8 835 chỉ 50 m thôi cô chú anh chị. Nhưng mà nó là đường xe ba gác nha. Cách cái quốc lộ 835 lớn ở ngoài là nó chỉ có 50 m thôi. Nhà ở đây cũng rất là đông luôn. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em. Cô chú anh chị có thích về căn nhà này, vị trí về căn nhà này thì cô chú anh chị đã liên hệ em cái đường link phía bên dưới à. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Anh chị, cô chú anh chị chờ em chút xíu để đi theo em, theo chân em vào phía ngoài đường của 85. Dạ, em cũng xin nhắc lại diện tích của căn nhà luôn. Bề ngang nó 3m4, dài 8m. Rồi em cũng xin báo giá lại luôn là giá của nó có giá là 650 triệu nha cô chú anh chị. Rất là thông thoáng, có mình có một căn nhà để ở. Rồi cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Rồi cô chú anh chị cùng em theo chân em ra ngoài đường 85 ạ. Đây là vị trí căn nhà. Rồi cô chú anh chị cùng em nha. Đây cái đường mình ra 85 chỉ 50m thôi cô chú anh chị nha. Thì xung quanh đây thì có rất là nhiều nhà. Khu dân cư cũng rất là đông. Ta cũng ở rất là nhiều nha cô chú anh chị. Nhà cũng là nhà lớn không, nhà cao cấp không, nhà là tầm 2 tỷ mấy không đó cô chú anh chị nha. Thì nó cách đường 85 mình nó thì chỉ có 50m thôi. Tuy rằng cái đường nó hơi nhỏ nhưng mà cũng xe ba gác hay là xe tải nhỏ vẫn vô được nha cô chú anh chị. Nếu mà mình quẹo tay phải á, thì nó về ngã tư Sa Đôi. Mình quẹo bên tay trái á, là nó về trung tâm thị trấn Hưng Dục nha cô chú anh chị. Đây cái đường này là mình về trung tâm thị trấn Dục nè, sát thị trấn Dục luôn. Đó. Đường này đường 85 như cô chú anh chị. Thì xung quanh tiện ích của xung quanh đây là nó có điện Bách Hóa Xanh và chợ siêu thị rồi các cái nó đầy đủ nha cô chú anh chị. Này cô chú anh chị cùng em. Ở đây cái hướng này là cái hướng ra ngã tư Sa Đôi nè cô chú anh chị. Ra ngã tư Sa Đôi đến thiện luôn đó cô chú anh chị nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em. Rồi. Nếu cô chú anh chị thích
video này thì cho em một like và một cái đăng ký để em có động lực làm nhiều video khác. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.